Rồi, mình xin chào tất cả các bạn đang xem kênh của mình nha. Trong clip hôm nay mình sẽ xả sale rẻ cho anh em những cái dòng cá còn sót lại của mình trong hôm nay. Thì nói chung hôm nay là nó cũng cận Tết rồi đó, thì mình không có nhập cái hàng mới về nữa nha anh em. Ở đây là những cái con cá mà vừa lên lúc trước và còn tồn lại một ít đó, thì hôm nay mình sẽ xả cho anh em với giá rẻ để anh em chơi Tết luôn ha. Đó, trước mặt anh em đây là một cái dòng sư tử sọt đỏ cam nha anh em, đỏ cam nha. Thì cái size của nó thì nó tầm khoảng 11-12 cm nha anh em. Đó, 11-12 cm. Đó, thì cá này em đang bán với giá là 400k một con nha. Đó, 400k một con. Đó, thì hôm nay mình sẽ giảm cho anh em luôn. Đó, mình giảm cho anh em 100k một con. Đó, giá còn là 300k một con nha anh em. Đó, và anh em chốt cho mình một cặp, giá sẽ là 500k nha. Đó, 500k một cặp, giá cực kỳ hợp lý, cực kỳ rẻ để anh em chơi luôn. Đó, bình thường giá một đôi nó là 800.000 rồi nè. Đó, thì giờ cũng cận Tết rồi. Đó, mình sẽ xả luôn. Và trường hợp ví dụ anh em mình là lấy hết luôn cái này, ở đây là có 5 con nha anh em. Đó, anh em lấy hết mình để anh em với giá là 1.200.000. Đó, 1.200.000 tức là 5 cái con cá sư tử sọt nha anh em. Còn cái con trắng này là mình chưa có tính nha. Con trắng này là nó dạng như là nó hơi bị lỗi nha anh em, hơi bị lỗi nhẹ. Con này cái size nó tầm khoảng 14-15 cm. Đó, thì anh em chốt hết cái combo này mình để anh em với giá là 1.200.000 thôi. Đó, anh em sẽ tiết kiệm tới 800.000 so với những ngày thông thường nha. Và ở đây mình sẽ tặng cho anh em luôn một cái con cá sư tử trắng này. Đó, cá là nó hơi bị lỗi nhẹ, cái nó hơi cong cong nhẹ một tí chứ. Đó, nó hơi cong cong như thế này. Đó, nhưng cá là mình đảm bảo anh em là không có bị bệnh này nọ nha, cá khỏe. Đó, 1.200.000 6 con cá sư tử như thế này. Đó, cái size cá thì mình nói thật với anh em, size là 11-12 cm, là giá này là nó quá rẻ rồi nha. Không mua lúc này thì mua lúc nào bây giờ, đúng không? Đó, thì cá này thì em chỉ ship các tỉnh thành gần trong khu vực của em, các tỉnh thành trong khu vực miền Nam, hoặc là những cái nơi nào mà anh em đặt mình có thể ship xe được á, mình gửi xe được á, sẽ ship trong ngày cho anh em cho nó nhanh lẹ ha. Tại vì cái dòng này đi lâu ngày cũng được nha anh em. Và thêm hôm gại là shipper nó giao hàng hậu kho rất là nhiều, tại vì Tết à, hàng cực kỳ nhiều luôn, giao rất là chậm nữa. Nên những anh em mà tỉnh thành gần khu vực mình mới gửi nha, còn những anh em xa xa là mình còn không có gửi được. Đó, rồi chốt lại là nguyên combo 6 con thế này, giá là 1.200.000, size từ 11-12 cm, và con trắng là size 14-15 cm như này. Đó, tiếp tục mình đến với dòng chép panda nha anh em. Chép panda trước mặt anh em đây là cái size nó là size 12 cm nha anh em. Đó, 12 cm. Ở đây thì mình còn có 2-4-6 con ha. Đó, thì hôm nay mình cũng xả cho anh em luôn. Đó, thì giá bình thường mình đang bán một cái con size 12 như thế này là giá mình bán là 300k một con nha anh em. Đó, thì hôm nay mình giảm cho anh em 100k mỗi một con, tức là 300 sẽ còn chỉ có 200 thôi nha anh em. Đó, và anh em chốt hết cái combo như thế này. Đó, mình để cho anh em với giá là 900.000 thôi. Đó, 900.000 cho hết luôn. Đó, nói chung còn nhiều mình gom hết lên đây rồi nè. Đó, hồi mình còn cái size nhỏ thì mình xô cái size nhỏ lên cho anh em luôn. Đó, mình xả cho nó hết nha anh em. Đó, cuối năm rồi. Đó, thì cuối năm rồi mình không có về hàng mới nha. Đó, còn nhiều mình sale rẻ cho anh em để anh em chơi. Rồi, tiếp tục mình sẽ đến với dòng chép sư tử trắng sọt nha anh em. Trắng sọt nha, chứ không phải trắng dài nha anh em. Sọt là cái mình nó sẽ ngắn ngắn đi. Đó, thì trước mặt anh em đây cái size mình sẽ có tầm khoảng 7 cm nha anh em, 6 cm 7 cm nha. Và có một cái con đen lẻ luôn. Đó, con đen này thì cái size nó tầm khoảng 5 cm. Đó, 5 cm nha anh em. Đó, đuôi dài thiết tha, tay bơi rồi rất là đẹp, full đen nha anh em. Con trắng thì full trắng luôn. Đó, thì sọt này em đang bán với giá là 200k một con. Đó, thì hôm nay em cũng sổ luôn ha. Đó, sổ luôn, giảm cho anh em là 50k một con. Đó,
50k một con, thì giá chỉ còn có 150k thôi nè. Và anh em nào mình chân thành mà chốt hết cái combo này 700k nha anh em, gồm 6 con một đen và 5 trắng, thì giá bán cho anh em là tới giá luôn rồi đó. Ở dòng sọt thì tầm giá 150 thì anh em kiếm mua chỗ này chỗ nọ cũng không có giá đó đâu, cam kết với anh em luôn. Với size 6-7 như thế này đó. Còn anh em mua đôi thì 300, giá bình thường một đôi nó là 400 nha anh em. Mình còn đây lẻ là hơi hai cái con panda size tầm khoảng 7 cm đây. 7 cm đây này. Đó, hai con cuối cùng. Đó thì cái này mình đang bán với giá là 130k nha này. Anh em này lấy cho mình một đôi này để anh em với giá là 200k đó nha. Đó, đây là cái hàng panda size nhỏ mà mình còn đúng có một cặp thôi anh em. Đó, một đôi 200k nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ đến với cái dòng cá mà hiện tại mình đi bán dạo mà cho anh em chơi tết á, dòng mình bán khá là chạy luôn. Đó thì ở đây mình chỉ ship những tỉnh thành gần thôi nha. Cái dòng này thì nó xài oxy khá là nhiều. Đó thì ở đây mình có cái size để mình vớt lên cái lòng bàn tay cho anh em soi xem cái độ to của cá nha. Ở đây. Đó. Mình có màu đen đen á nè. Rất là đẹp và dễ thương luôn. Ở đây mình bán theo combo nha anh em, không bán lẻ nha. Đó, combo của mình là 4 con sẽ là 200k nha. Con này nó bị chạy cái vậy. Nhưng cá nó cực kỳ đẹp nha anh em. Đầu lân mà đầu lân đen nha. Nó khá là ít hàng. Rất là đẹp nha. Đó, ở đây mình sẽ bán theo combo nha. 4 con là 200k. Đó, anh em thích màu gì anh em cứ chụp hình anh em quanh đây chụp mình nha. Ở đây mình có tầm khoảng hơn 10 con thôi. Và cái này thì cận tết thì mình có thường lắm anh em. Cái dòng này mình có thường luôn, tại vì mình đi bán dạo thì lúc nào cũng có cái dòng cá này hết trơn. Nó rẻ mà nó dễ chơi, nó to to nữa. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá chép Nhật nha anh em. Ở đây mình sẽ có một bầy này tầm khoảng 10 con thôi nè. Thì ở đây mình bán theo combo nha. Combo 4 con sẽ là 200k. Và ở đây anh em thích vảy rồng mình sẽ chọn vảy rồng, anh em thích full vảy mình sẽ chọn full vảy cho anh em. Để mình vớt cái con vảy rồng cho anh em xem nhé. Đây là cái vảy rồng nó sẽ có những cái dãy lớn kéo đều từ đầu tới đuôi nha anh em. Đây nó quậy quá. Đây vảy rồng sẽ như vậy. Còn cái full vảy, đây full vảy, đây full vảy nó sẽ là như vậy. Thì cái chiều dài nó tầm khoảng 15 tới 16 cm nha anh em. Combo 4 con giá sẽ là 200k nha. Và đây cũng là cái bầy cá cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Hôm nay mình cập nhật ngắn cho anh em thôi. Clip tiếp theo mình sẽ cập nhật cho anh em là dòng cá săn mồi nha. Dạo này mình không lên cá nhiều được tại vì nói chung cần tết rồi. Giao hàng nó rất là chậm, chỉ có gửi xe là nhanh nhất thôi. Rồi và bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Anh em thấy thích thì cho mình một like hoặc là muốn xem những cái đợt tiếp theo mình có những cái dòng cá gì. Anh em hãy nhấn nút đăng ký để khi mình đăng video lên anh em sẽ nhận được thông báo và anh em xem cá và chú cá nha. Rồi mình xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha.